Ok rồi, chào mọi người, bây giờ cái mặt mặt này chúng ta sẽ tiếp tục, không phải tiếp tục mà là đây là video tập 1. Ok, cái kia là giới thiệu sơ qua thôi, và có một tin buồn đó chính là Volcano Drop của chúng ta bằng một cách nào đó đã mất đi sale do tôi nhập ngu. Ok, cho nên sẽ đi Volcano Drop nó sẽ bị drop thêm đẳng thứ N drop series Minecraft chỉ bị mất file sale nha, từ setup A cho đến Sky Factory 4 rồi Red Landing rồi bây giờ tới một kênh độc lập. Và bây giờ ta sẽ đi đánh thử cái Red, và cái tôi chỉ có cấp 5 thôi, hình như là Red nó sẽ và đây là cái đó. Trong đây thì mình cũng đã đi nhầm để tìm mấy cái đó này. Quên 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 ta cái đi đâm nhầm để tìm mấy cái thằng đây thì mình có nhận cái thôi, không biết là chị quên có bà lót không. Chút nữa mình sẽ đi hành thử để xem coi cái hành trong chị quên có gì hot. Ok em ơi, bây giờ cũng một bó tặng tấm hạ lâu luôn. Cô Pikachu với nó auto spam Thunderbolt như một đứa chức năng, còn một đứa khác thì spam Sucker Punch như một đứa chức năng luôn. Mới rồi Sucker Punch thì sao đánh như quần vậy. Ok, và tôi đã đép, giảm đép nó 4 lần rồi đánh thử cũng như một đứa chức năng luôn. Rồi sau quốc của mình từ cấp 5 cấp 11 sau khi đánh thành một bó nó cộng 2 máu rồi, tất cả chỉ số cộng lại chúng ta sẽ được MS bắt gem. Ok, ba món này ngon, cái bắt gem thì không xài, tôi nghĩ tôi sẽ không bắt bởi vì con này là 2 sao, 2 sao thì bắt làm gì, và cái con đấy thì nó cũng tôi cũng không thích, nó kiểu sầu bỏ lắm, cho nên được tôi còn góp lúc này có một bốn đây có vào tay gần được. Một trong những cái điều mà mình ngại nhất khi mà đánh những con Pokemon nó giả, ui nó quả phát nó chết mình. Đây, một trong những điều mà mình ngại nhất đó chính là cái việc mà khi mà mình hạ bọn nó thì mình sẽ lên invi. Đây invi, mình vừa hạ con siêu con ấy, nó lên 2 dep. Invi này mình muốn nó là invi chuẩn cơ, và muốn giảm cái invi này thì chỉ có cách là cắn Berry thôi. Berry thì tự trồng và mua, mua thì phải tốn tiền các kiểu. Hên là trong đây nó có map, cho nên là chúng ta có thể biết được mấy thằng Pokemon cái kiểu ở đâu. Mình có thể đi vô quắc invi cái kiểu để farm, nhưng mà trước hết là mình phải kiếm đủ mấy loại Berry đó. Hình như trong đây nó không có cái mod mà bấm R à, không, cái này là cái mod bấm R để ship điện inventory này. Mình đây sẽ rõ African, và chúng ta sẽ kiếm là 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7. Ok, 7 cái African. Mình hiện tại đang kiếm là 4 African rồi, và mình biết được là cái thằng hồng là thằng khó kiếm nhất, cho nên là nếu mà mình tìm được 6 thằng kia mà không có thằng hồng ấy, thì mình sẽ ngưng luôn. Bởi vì trong cái lần chơi Matayo á, tôi đã kiếm cái hàng hầm 2 tập, mà anh em biết đó, cho tôi chơi Minecraft trước giờ là 1 tập nó là 1 tiếng, mà 2 tập thì nó tương đương với 2 tiếng, 2 tiếng GTB liên tục chạy qua chạy lại không kiếm được cục hầm nào. Đấy, cho nên là đây 5 cục đúng không, 5 cục, còn thêm 1 cục, còn thêm 1 cục nữa là được đấy, rất là nhanh. Còn cục hầm thì coi như là cái gì đó hiếm có khó tiền. Ok, thì trong lúc mà mình đi bảy cái kiểu ấy, thì mình cũng đã có được một đống African, và cái đặc biệt là mình có được 2 cái màu hồng cơ, trong khi chả có cái nào xanh lá. Và mình vừa mới cho thanh niên này cho một cái African màu vàng thôi, bởi vì thanh niên này cũng mới chơi với mình và đang thiếu African. Mình có 3 cái cho nên là cho cái luôn, cái African này chúng ta chỉ cần một thôi là đủ để trồng. Ultimate Celestia, à con Celestia, ok 70%. Start với nào. Ok. để xem nào. Bây giờ mình hanh đúng không? Nhưng mà trước khi hanh thì có một cái vấn đề đó chính là mình đang full kho đồ rồi, nên mình cũng tìm hiểu chỗ để có rồi. Có cái chỗ để xây, vậy sẽ có 1 tí nữa vào hành. Ok, chuột trái bắt đầu hanh này. Hanh medium. Ok, kêu là Sandy Drop, Mew hoặc da Mel, Jolly. Khó vậy. Ok, mình đang đào mà đúng rồi, mình đang đào. Thật ra cái hành cái vụ mà cái tính cách đấy nó rất là dễ bắt nhiều ra, nhưng mà nó yêu cầu gian rồi medium ấy, đó nói chung là cũng dễ kiếm con nào bự bự bắt, nhưng mà nó yêu cầu đó có khi mấy con nhỏ nó lại có mấy cái chỉ số đó, mà con bự không có thì nó cũng là một cái gì đó, cũng là black tata người biết không phải cách em tí invi. Con mới bỏ quá bất tục phát hình vi. Ok,
Để mình GTV thử. Mình định kiếm nơi nào đó xây nhà, mình nghĩ nó sẽ là sa mạc hoặc là biển. Sa mạc có Gordon, rồi biển có Kyogre, núi cũng được, núi có Rayvajra. Mình hết bao con đấy thôi. Rustic Forest nó có Sarnia. Ok, Rustic Forest nhé. Cái này là game tự chọn cho mình chứ mình không biết gì nha. Ok, Rustic Forest. Con đó là con không phải con mình đang nói. Con này bé Osawood của tôi bị hẹo tới giờ chưa chưa được cấp cứu nữa. Ok, và bàn chế tạo quýt Rare Boss Jungle Baron không phải của mình. Nếu mà nó để là Rusted Forest ấy, thì mình còn phải, có thể nhìn nó vọng, nhưng mà nó để thế không có đè chuột trái để ném hết tất cả vô. Ok, trước hết là phải clear này và mình đó sắp chết rồi. Sea Berry hồi 25 phần trăm máu, không phải mình đang kiếm cái đội mà nó từ in vi một đội giảm đép tăng HP nè, giảm đép thì phép không có cái nào ghi điêu không giảm cành phiêu giảm không có cái nào giảm đép luôn. Ok, buổi tối thì nó có cái gì đâu mà thôi mình cũng chả quan tâm lắm, bây giờ mình vô invi đó. Đó tại sao lại thế nhỉ, không mình không ông nào claim cái invi à, hay là chỉ có gâu mới vô được, nếu mà có gâu chỉ có gâu mới vô được hơi mệt nha. Tôi không thích cái cách mà cái cách này chút nào cả, bởi vì nếu mà chúng ta muốn vào cái web invi ấy, chúng ta phải có được Gatsuwer, và Gatsuwer phải nạp 20.000 với nồi à. Mình có lên game gâu để vào cái số mà farm cấp 100 ấy, nhưng mà trước hết thì mình cứ vào cái chỗ hấp nhất đã để trải nghiệm, chứ giờ vô cấp 100 bị bọn nó dí đóng chết à. Và cái thứ hai chính là mình làm YouTube và mình có thể kiếm được tiền nhờ YouTube, thế cho nên là 20.000 này thì coi như là nạp vào rồi sau đó nhận tiền cũng ok, cũng bình thường. Ok, chết bà bấm nhầm. Nó là bị heo à? Ừ không, anh này em bấm nhầm dịch cụ. Heo đây đéo giảm giá gì cả đây. Ok, thanh toán này như tôi quên chỉnh, quên chỉnh để đây. Sao nó cứ bị hiểu năng thế nhỉ? Để tôi tí nha. À, biết cái điều khốn nạn của tôi vào Shopee nhưng mà nó không cho mua 20k. Bằng một cách nào đó nó không cho mua 20k. Nó cho tôi mua 50k nhưng mà nó giảm 2% được. Nói chung thôi kệ, dù gì tôi cũng tiền từ YouTube cũng bù lỗ lại, chả sao cả. Không, 935 220 5929. Hay là tôi đang quay video đó chứ tôi livestream này coi như là bay cả mà cái hẻ rồi. 9136844857756 50k. Đừng có nuốt mất cái hẻ của em nhé. Hiểu năng. Ok, vậy tôi dập xong tôi sẽ quay trở lại. Đúng kiểu hiểu năng. Giao và anh em biết tác hại của dân cài cha gì rồi đó. Nhầm số, nhầm mã hẻ số xe ghi. Đấy, ok chưa. Cái này là quỳ, quỳ mấy ông đấy nhá. Bây giờ thì tôi có là 50 xu. Xong chưa đấy. Làm sao để xem show của mình. Là tốt. Nó không có cái menu ấy. Gạch thép nó cũng không có gì luôn. Nó kiểu khó chịu, nhưng mà trong đây nó có cái Pokédex nó mở mượt nên tôi cũng ok. Nhưng mà sao trong đây nó kiểu như là nó kiểu như là mấy cái lệnh cơ bản nó lại tuy nhiên là không có menu làm cho tôi phải tìm, muốn tìm là phải hỏi cơ, phải hỏi mấy ông này.
bla 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 file biểu liệt các kiểu này. Ok, đợi chừng nào xong tôi sẽ quay trở lại. Ok nè, đây tôi phải hỏi người ta shop xong. Cảm ơn mấy em rất nhiều. Mua tô cành cho các cái builder. Tô cành là gì? Gym leader. Kino Ram Ram thôi. Có một coin này, block claim nữa. Ram nhé. Gọc. Một tháng à? Một tháng à? Ô gần cũng gì này? Khoan 50. 50 là 50 xu, cái này là 500k với nồi. Chát ấy, tôi tưởng nó là vĩnh viễn cơ. Tháng. Ok, kit là 6 Rayborn, 4 Ultra Ball, 3 cái candy. Ok, 3 cái candy, cũng được, cũng được. Nó rất ý nghĩa, giai đoạn đầu cái candy nó rất là ngon ấy. Có bao nhiêu cái candy anh em Pokemon anh em mà cấp 80 trở lên ấy. Có bao nhiêu cái candy cứ cho nó ăn hết, bởi vì giai cuối là không. Cái candy cấp cái là dễ kiếm. Mấy anh em sẽ có mấy cái FBC ấy, thế cho nên là nó dễ farm. Cái này là tôi đào mẫu cho ông đúng một lần thôi nhé, server này mà ngon thì tôi đào mẫu tiếp lần hai. Ok chưa, ok chưa, được chưa, được chưa, ok chết gầu nhé. Ui xời ơi, uy tín hết nhỉ, kiếp một lần 17 tầng vậy là mua cái gan xong chỉ xài được 4 lần thôi, tôi tưởng mỗi ngày. Vậy là một cái chiếc gông này là được 12 cái cây đi. Ôi trời ơi sao. Ok sao cũng được. Fair to play thì chịu. Cái này thì 10 tô canh. Tô canh này chả biết làm gì cả. Rồi bây giờ menu shop nhé. 30 cái này đã lại hiện tại đang có khuyến mãi ấy. Thế cho nên là 50 mới được 80 ấy, chứ không là kỳ hú nhồi bông này thôi. Mấy cái này thì chim cút hết. Phí tiền quá. 10 ngàn. Với 10.000 con này mình có làm được rất nhiều thứ. Bắp kèm 100 cấp. 100 à? 100 là bao nhiêu? 9 x 9 là 81. 10 x 10 là 100. Giờ mình sẽ kèm một khu 10 x 10. Đủ để xây một căn nhà. Ây da, nó chát. Đó với người chơi hay cày chay trước giờ. Trước giờ tôi mới không biết mà tôi cày chay. Cho nên là nhìn cái con số này nó chát với nồi. Giờ chúng ta có thể vào cái web MV được rồi. Cái bác đã đưa tôi đến con đường tôi đã. Chỗ này nha. Ông nào nói là cấp 100 mới vào được. Đấy không phải ông nào mới mất gan silver đấy. Gói gàng nó bảo là gan gold. Cái này mình giờ cái này mình sớm quá ta. Mình chưa test thử cho anh em nhỉ. Silver này. Mình đã tên kênh mèo full admin. Không phải là mèo thông minh. Ô, mình có thể mua được khi một lần gam siêu à? Ok, gì đó cũng được. 2 tháng, ok, 2 tháng 50, 2 tháng 50 à? Vậy là một ngày chưa tới 1.000. Ô, ghẻ, ok. Một ghe candy. Ủa, 8 ultra ball hả? Cái gì vậy? Từ từ. Sao lại thấy 8 ultra ball à? Thằng này nó nhiêu? 4 ultra ball. What the? Thôi kệ, nó tăng ra candy nhưng mà mình nghĩ Ultra Ball nó cũng được, tại vì Ultra Ball giai đoạn đầu người ta rất là cần. À quên, coi quyền lợi nữa, quyền lợi nick Poké Color đổi thôi, đổi nickname rồi. TB tới Ultra, ok luôn. PC PC và Poké Heal. Nạp VIP có khác đấy, Heal luôn này. Từ từ nhé. Ôi sao sao tôi nghỉ ngập á, không được. Anh em nào cứu tôi chứ con đường này nghỉ ngập á. Ngành silver. Kit silver chay sim. Tiếng quá nhưng còn còn càng chay tiếng quá. Wow. Ganh gâu là sẽ có được của ganh silver đúng không? Ok, ganh gâu là có được của ganh silver, được cái chay sim. Ganh Latinum thì có gì hết. Okay. Nick Poké Color GTB Ghibe Echet. Không ngon lắm. Quên mất nó cho gì. 4 cái candy, 7 Rayborn, 5 Ultra Ball. Và nó được một cái kit đây. Một cái kit nhỏ nhỏ như này, Diamond Tool và Diamond Armor. Cái okay, không không để lại ấn tượng lắm. Gan Diamond. Cũng bình thường, chắc là kit nó hơn.
không được rồi, nghiện ngập á. 5 cây candy và Unreskin 2. Ồ. Cái này là 9 Ultra Ball, 6 cây candy, Unreskin 3. Ồ. Không ngon lắm. Bài. Ủa cái fly này ngon này. Cái fly này là mình có thể dùng để bắt những con bay nhanh, ví dụ như là Rayvaza nhé, nhất là con chó Rayvaza nó bay rất là nhanh, không biết nó ăn cái gì nhưng mà nó bay cực kỳ nhanh luôn. Mấy cái con này không bắt được. Ok, anh cắt chơi bò điếu vào một. Bây giờ mình sẽ Usawood. Ok, coi thằng này nhanh chi sơ tính bổng thiện mày như nào. Attack, ui Attack SP Attack cao, ui đúng là Pokemon của tôi, nhìn máu chiến ấy. Nó là 28, 28, 28 SP tắt. Sao lại SP tắt nhỉ? Ability con này không phải là cái đoạn ability đâu, nó chỉ đơn thuần là Tauren thôi. Mình sẽ xem coi dạng cấp 3 của nó sẽ như nào. Có quần mà hit Fusion thế này, Water Dash. Ui nhưng mà tôi thích cái dạng thường hơn, dạng thường thì nó sáng sủa đáng yêu. Chúng ta sẽ có là 100 attack và 108 SP attack. Hủ rất là ngon, hủ 85, hủ phép là 75, máu rất là cao ấy, 95. Và tốc độ nó chậm nhưng mà nó hủ trâu, tốc độ chậm thì chắc chắn nó cũng đấm được một lần. Ok, được. Ôi giời. Cái này chờ hiểu năng hết nha. Giảm speed. Ừ, tăng defense cũng được nhưng mà đừng có giảm speed. À không, speed con này chậm sẵn rồi nên giảm cũng được. Ok. Nhưng mà nó không thiên về tắt lắm. Hit social thì sao? Hit social thì ngược lại 108 attack và 100 HP attack. 80. Ok, nó giảm HP đi, giảm dep đi, giảm HP dep đi để tăng tốc độ. Mình không nghĩ là dạng hit social này ngon, nó là x2 5 hệ và chia đôi bởi 3 hệ. Còn dạng hút thì không? Ở sao hút chỉ đơn hệ nước chắc chắn là sẽ ngon hơn. X2 bởi điện và cỏ thôi, chỉ bị điện và cỏ x2 thôi. Ok, dạng Osawood này nó trâu này, nó chỉ bị hai hệ x2 này. Cái tốc độ chậm thì đừng có nói, bởi vì là tốc độ chậm nhưng mà nó trâu thì nó đã bù qua sót lại. Ok, thế thì mình sẽ bôi con này theo dạng là attack và cỏ và điện, đúng không? Cỏ và điện là thiên về phép nhiều hơn, hay là xác định đặc biệt thì sẽ là SP Dep và attack. Nên không nhỉ? Bởi vì con mình để mình xem phát coi con này là nó hừng, nó theo kiểu là đam attack hay là SP attack nhiều hơn. Mình sẽ coi skill của nó nha. Chúng ta có Merahorn chưa hề bò, sát thương 120, tỷ lệ dính 85, Slash này 70, 100. Những chiêu đặc biệt của nó là Water Gun, Water Pool 60 đam và Hydro Pump 110 ra và 80. Dù cái HP attack của nó cao hơn hẳn 8 điểm nhưng mà nó chỉ có 3 chiêu. Nếu như mà cái heo cấp lên cấp một cách tự nhiên thì nó chỉ có 3 chiêu thôi. Khoan, từ từ. Đây, tiếp theo là cái vấn đề của chớp này. Nó có sót đen hay là chiêu bút nào không? Nếu nó có chiêu bút thì chúng ta có thể mà chăm chút vào cái kiểu được. Đầu tiên nhé, mình sẽ kéo từ trên xuống thì nó sẽ là Pocket Energy. Sót đen. Sót đen, sót đen, sót đen. Tăng hai bạch attack. Còn ai trong file đất này nữa. Sót đen. Ok. Mới nãy mình đã... Xin lỗi đem tiếng Hàn nào. Mới nãy mình đã bao nhiêu? EV không đúng không? Bây giờ đánh một con thì nó sẽ lên đã. EV 1. Đánh 255 lần. Blissey này, anh em biết Blissey nó có cái gì ngon không? Đó chính là máu nó nhiều. Đấy 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 đấy, một con Blissey ấy, ví dụ như anh em đánh một con mà cấp 100 ấy mà nó nhiều máu thì nó sẽ cho nhiều kinh nghiệm. Và con Blissey này nó dạng tiến hóa cấp 3. Khi mà chúng ta có một cái mẹo đó chính là farm Blissey ấy, thì chúng ta sẽ kết nối với một người chơi khác và người chơi đó sẽ cầm Blissey cấp 100 và spam cái chiêu là Healing Vid. Chiêu này sẽ ngay lập tức hạ con Blissey đó và mình sẽ chiến thắng. Ok, mình được 13.000 kinh nghiệm rồi. Quấy nồi 20k thôi, tội lỗi quá đó. Anh em nhớ bấm like và subscribe cái
like video này và subscribe cái kênh này nhé, để tưởng nhớ tới người hy sinh Việt Nam của Fury Cutter này, bỏ cái phong cách này chi thì phế quá. Event đòn đánh gây gấp đôi sát thương khi mà bị đánh với đối thủ trong cùng một lượt, có nghĩa là chiêu này đi sao. Ok, gắt hộp đối với Osawood. Và theo đúng lý thuyết thì hàng này sẽ có 6 Lexi. Đừng hỏi tại sao nha. Ok, Ua qua chết này, chưa ưu tiên, đã ưu tiên còn sóc đen đó. Ui xinh nhá, tin con quýt. Là game dễ quá anh em. Sao tôi có cảm giác như là cái con game này đang làm phát thao quá theo. Còn cái chiêu gắn liền với dị thằng bắt kia không gian, từ thằng không gian, thằng không gian con thời gian để con nhìn hiểu năng 75, cái này 90 rồi. Mình không biết là nói với anh em như thế nào chứ con đi ăn ga nó không hợp gu với mình. Mình thấy con bắt kia nó hợp gu hơn. Ok, qua chết này đánh nhẹ cái này. Mình nghĩ là mình nên có cái Rocky S, cái đó nó sẽ giúp cho mình tăng thêm HP cho mình farm. Ok, có một boss ghê, boss đen không quan trọng lắm, boss lê trầm thì đây rồi, chính là nó, tăng 2 bậc attack. Chiến thần của chúng ta sót đen bỏ vào tèo. Anh em biết vì sao không? Chiêu này đánh chưa chắc là dính. Một trong những cái điểm yếu của cái Avatel là đánh chưa chắc là dính. Còn cái Avatel này nó có một đánh chắc chắn, không phải chắc chắn dính mà nó có 100% là dính, và nó có một cái hướng nó khắc phục được cái nhược điểm của con Osawood này khi mà nó về đây. Đó chính là con Osawood này tốc độ nó chậm, nhưng mà cái Avatel này là một chiến kỹ ưu tiên hết, cho nên là nó luôn luôn đi trước đối phương. Nó cũng giống kiểu vứt attack ấy. Còn cái Fury Cutter này sau này mình sẽ hai bằng chiêu Exciter. Nó cũng là chiêu hệ bỏ nhưng mà đam to hơn. Ok, hai cái bông bỏ 110 đam nhưng mà đam phép thì chim quýt. Ok, tội thằng bé quay cấp 43 rồi chưa cho nó tiến quá. À, Healing Wish một tập. À, sao thế? À, sao ghé này? Sao Healing Wish lại hụt? Kìa. Healing Wish hụt thiệt à? Có Healing Wish thì một này, ok, Fury Cutter. Bây giờ chúng ta còn một cái chiến thuật End Battle. Đây, tiến quá, mình không biết là tiến quá thêm một cấp nữa hay là tiến quá hẳn gì, hai cấp. Osawood tiến quá là dạng 2 là gì ta? Nhưng mà càng tiến quá mình thấy nó không dễ thương. Mình thấy dạng 2 này của nó không dễ thương. Mình thấy là dạng 1 này là cực kỳ dễ thương này, dạng 3 là siêu ngầu, ok. Còn dạng 2 thì cút. Không phục vụ. Đấy, kinh nghiệm chưa bao giờ để nó lạm phát như này. Người sử dụng báo thù cho những người đồng đội đã hy sinh. Nếu mà đồng đội hy sinh trong lượt trước thì chiêu này sẽ mạnh hơn. Ta bỏ đi. Phế lắm. Chiêu này bắt buộc tay mình phải có một đứa chết. Nếu mà mình chơi con này là Sweeper với con đầu tiên nó là dạng gây hiệu ứng như là tê liệt ngủ cái kiểu, thì mình muốn cái con gây hiệu ứng của nó sống lâu nhất có thể, để có thể mà gây cho đối phương, chứ ai lại muốn đem con đó ra hy sinh tại hero book, trừ khi con đó là mấy con kiểu lao ra tự sát. Một đối một mấy con mà kiểu như là lao ra cải đá xong rồi xài chưa tự bắt nổ lũ lũ đó muốn kiểu chơi cái khúc nạn, nhưng mà đó cũng là một loại chiến thuật. Ok, sức tấn công không thể nào lên cao hơn được nữa, nhưng mà này nó lại tại sao lại luôn có một đứa nó kêu lên lít phèo quá nhở, hiểu năng đấy tao phải chết này. Ui rồi ôi, này mới đam to cấp 54 rồi nhá, nhưng mà thật ra con Lexi này nó trâu sẵn rồi, nó trâu ở tượng máu đó. Vậy, mình bút đam lên nhưng mà nó vẫn chưa đâu, sang dạng cuối nó mới bắt đầu là giga chát đây rồi, dạng cuối giga chát rất ngầu, cực kỳ ngầu. Mình không biết là trong đây Nisugen Reaper Ogiber mạnh Ultimate nhưng mà nó là boss không bắt được. Desert Biome. Ok, trong Ultra Spy Sigo Yushi. Cái sao nó lại là Hisuian? Sao nó lại là Hisuian? Mình vừa mới phân tích là cái con Osawood gấp ấy, nó trâu, nó chỉ bị 2 hệ x2 thôi, vừa trâu vừa đau.
cho cái hít xì à. Thôi được rồi, thôi được rồi, được rồi, bán ăn tôi không tô xích, không được tô xích. Okay. Bây giờ mình có thể bo cây hiêu này để cho nó hồi lại chỉ số rồi. Mỗi thằng trainer bạn phải đánh một lần thôi. Hiện tại đây là 12 giờ tối. À không, 11 giờ 45. Giờ mình có thể đánh một này chờ xong mình 2 giờ mình đánh tiếp. Cái nói chung là chỉ đánh một lần thôi, nếu mà mình có kiểu như là con Pokemon khác thì mình sẽ được chiếc con Samurai này thôi, chắc khỏi mua lắm. Với Susan nó rất là không phải nó phế nhưng mà nó tốc độ ấy. Mình đáng để nếu mà mình biết nó là dạng này thì mình không cho nó học cái Avachet. Avachet nó là chu tiên và con này nó là một con tốc độ cao cho nên trên lý thuyết nó không cần Avachet đâu, không phải tốc độ cao, tốc độ nó cũng nó cũng khá. Nói chung là con này nó ra là một cái sai lầm của mình. Kệ đi, và sự khởi đầu nè, Gia Nam bắt đầu nhắm. Mình quên mất được cái chiêu người này là chiêu hệ Phantom hết, cho nên là lúc mà mình dùng nâng cái con này luôn luôn ít 2 đam, bởi vì Phantom ít 2 normal mà hết, cho nên chiêu này trên lý thuyết là 120 đam đấy. Farm nó cực kỳ dễ luôn. Và Samurut của mình cấp 88 rồi nè, trong lúc mà mình farm ấy mình nên kêu là sợ. Trong lúc mà mình farm mình đã kiểu như là nghĩ về tương lai cuộc sống sau này, cái kiểu như như một thằng hiếm năng mà mình đã nhận ra một cái điều ấy, chính là farm mấy con này thì nó sẽ là HP và chúng ta đã có 249 HP vì rồi. Ok, nếu mà game nó đã cho mình sẵn ấy thì thôi kệ, cứ có thì cứ farm thôi, HP thì dễ. Thì trong đây nó tổng là 510 thì chúng ta sẽ max là 252, 252 và cộng thêm 200, đúng không ta, 252, đúng rồi, 252 chứ không phải là 225. Ok, nó sẽ có hai cái dòng map là 252 và cái dòng map attack nữa là 252, chúng ta sẽ có 504 và nó sẽ dư ra 6 điểm. Và 6 điểm đó thì mình sẽ chắc là mình sẽ tẩy cái thằng defend đi, mình sẽ chắc là cho vô khó nhỉ, con này hay đát hay hay gót. Vẫn là to gan đúng không, mày là đát, đát đát thì bị x2 với Phaeton đúng không, nếu mà mình nhớ nhầm nhé, đát x2 với Phaeton này nó cho mình con này là mình khó khó quá em ạ. Đã bui sẵn trong đầu rồi nhưng mà nó lại cho ngược. Ok, để không như mơ. Nó sẽ là x à không, mình coi lộn con, nó sẽ là x2 bởi Phaeton, nó có là x2 bởi điện cỏ. Ok, Phaeton tiên và bọ, xin chúc mừng bọn vừa bị x2 với bọn chuyên xài vật lý, vừa bị x2 với bọn chuyên xài đao, tôi cũng chả biết là bui sao luôn mấy em. Câu cái này tôi chịu rồi. Ok, và mỗi lần chúng ta đánh một con này thì nó sẽ lên là một, ủa nó lên hai hả? Thôi chết. Ditto là dạng cuối, ok, Ditto dạng cuối thì lên hai, dạng cuối là lên ba cơ, nếu mình nhớ nhầm dạng cuối là lên ba. Chúng ta đã có 252, 252 là max, không sao được nữa. Attack con này là dạng một, chính vì là dạng một thì nó sẽ lên một, cái là attack mình. Ủa nó lên, hay là mình nếu mà mình tiến quá cấp cuối thì nó sẽ có thêm điểm gì? Ok, anyway, bây giờ thì chúng ta sẽ vào cái workshop. Đã bảo là người thành công luôn có đói ghi, thì bây giờ tôi sẽ đi theo đói ghi của người thành công. Đó chính là đói, à không, ý tôi là huyền độ. 50. Ok, sắp xuống rồi, không không được sao đỏ hồi nào. Mấy cái quả này chừng nào cần thì bắt. Ba cái ghe candy đấy, sao lại như thế này, ghe candy có thể phe tụi này được nhé. Yên cái thằng ghe candy thì nó vẫn có thể phe tụi này như bình thường được. Chúng ta đánh đề chành, chúng ta đánh cái rai đề chành, đánh đánh boss đấy, đánh boss xong rồi đánh rai, vẫn có ghe candy. Thế bây giờ mình sẽ kiếm cái thằng mình đang kiếm cái thằng mà nó cho cái macho ray ấy, không thằng nào cho macho ray à. Cái ma chô nó sẽ ít hai cái điểm invi mình farm hay sao, hay là nó cộng thêm mình không nhớ, nhưng mà nói chung là nó tăng một đống điểm invi, khó nhỉ.
Cái đó thì có thể kiếm được bằng cách lụm Pokemon ở ngoài đường và mua. Chắc là phải sử dụng tới sức mạnh của ông cháu rồi. Lipton. Tinic Knot. Đại động quyền rồi. Chúng ta không thấy có cái đồng hồ này. Cái cầu đành Hour Dash này. Thường thì trong shop sẽ bán nhưng mà trong đây nó lại không bán cơ. Nó giúp tăng tốc like. Okay. Sandstone, Banshee, Espeon. Espeon cũng cần nhưng mà không nghĩ là mình bây giờ cần lúc này, sau này có thể mình sẽ ra Espeon cũng được. Hiện tại là sau khi đánh xăm sáu con đó thì con Samurott này của mình lên cấp 88 rồi, cho nên là mình hiện tại cũng đang không biết làm gì. Vì em mình định tập này là định farm cho cái con này lên cấp 3 rồi sau đó end tập, nhưng mà tự nhiên nó lại nhanh chóng quá, sử dụng sức mạnh của đi đường quyền. Ok, chắc tập này sao con đó bay được sao quá đấy ra cùng. Con này cũng bay được này. Không, tôi bay chứ không phải nó bay. Ok chưa, không đáng, rất đáng làm tiền bát gạo nhá, được chưa? Sao chúng mày nhìn cái gì, thấy mày chiến thần không? Ok, trong đây nó có fit không? Tôi vẫn đói nhá, tôi vẫn chưa kiếm ra được đồ ăn cơ. Chắc là cái đó sẽ dành cho tập 2 đi, và tập 2 mình chắc cũng sẽ farm trình view của này luôn. Ok, và nếu anh em thích video đừng quên like, đăng ký kênh, chia sẻ video này để không bỏ lỡ tiếp theo nha. Tập lại các bạn những video clip khác lần sau. Bye bye. Đây, một thông tin nữa rất là thú vị, đó chính là một ngày trong Minecraft đã reset một lần, tương đương với 20 phút, sau phải đánh thêm một con này một lần nữa chứ không phải là một ngày ở ngoài đời. Ok, đây, this channel can only be battle one Minecraft days. Ok, mình không để ý cái điều này và mình đã hỏi và người ta đã trả lời là một ngày Minecraft đánh được 8 NPC và 3 ngày nó sẽ reset. Wow, như là mấy bây giờ mình nói hạt với anh em là mấy cái NPC nó phới không tả được luôn. Vì nếu mà chúng ta là thầy trai thì chúng ta mới cần mấy cái đấy. Ví dụ như là nha, anh em đánh một cái thằng NPC, cái thằng trainer ở ngoài biển ấy, nó là cấp 80 và Pokemon của anh em là cỡ một đứa là 100, mấy đứa khác còn lại là bảy mấy, thì một thằng 100 đấy nó sẽ đánh và mấy đứa bảy mấy nó sẽ hưởng. Nhưng mà nếu mà thằng này 20 phút nó reset một lần, ở đây là có 8 ông là trong 20 phút đó thì cấp 5 nó sẽ lên cấp 88, lên 83 cấp trong 20 phút, một con duy nhất. Ok, vậy thì chúng ta tự hỏi là chúng ta có cần cái SBC đó không. Thế cho nên là cái SBC trong server này nó rất là phế, và một cái điều nữa đó chính là cái ghe candy nó cũng phế theo luôn. Và cái ghe candy mới nãy tôi vừa mới dùng hết lời, dùng hết tất cả mọi thứ, những cái văn mẫu cái kiểu tôi lụm được trên mạng hay là bất kỳ một cái thứ gì đó nằm trong tiềm thức trong đầu tôi dùng ra để tôn vinh nó, xong rồi nhận lại sự thật phũ phàng ở cuối tập này là nó phế không tả được.